Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên. Và sau khi thì được những người bạn tại Phú Yên chia sẻ về hoàn cảnh của hai anh em, mà Nhân nghe nói rằng là ba mẹ thì qua đời rồi, còn có hai anh em sống với nhau thôi, mà người anh thì phải đi bán vé số để nuôi người em. Mà không hiểu là vì sao mà người em là mắc một cái chứng bệnh gì đó mà chỉ ở nhà một mình thôi. Và cả ngày thì người anh phải đi bán vé số để lo cho hai anh em. Thì nghe qua sơ qua câu chuyện thì Nhân thấy rằng là nên đến tìm hiểu và sẽ giúp đỡ. Thì bây giờ mời cả nhà hãy cùng với Nhân vào bên trong nhà tìm hiểu câu chuyện xem thử là hai anh em có cuộc sống như thế nào nha. Đi vô hẻm căn nhà cuối cùng. Căn nhà cuối cùng. Anh ấy đang ngồi giống như là sửa lại cái giỏ sách của mình. Dạ, yeah, chào anh. Em xin phép tới thăm nhà chút được không? Dạ. Yeah. Có mấy người bạn ở đây nè. Thì dắt em tới thăm hai anh em. Tại vì cũng biết hoàn cảnh của hai anh em là nương tựa vào nhau đó, để sống đó. Yeah, tụi em tới tìm hiểu rồi có giúp đỡ được cái gì thì giúp đỡ. Vậy thì cho em trò chuyện với hai anh em chút nghe. Dạ. Yeah. Cho em hỏi là anh trai tên gì và bao nhiêu tuổi rồi? Cường. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Sinh năm 90. Sinh năm 90 hả? Và em gái là tên gì và bao nhiêu tuổi rồi anh? Nhung, sinh năm 94. Tên là Nhung, sinh năm 94. Vậy thì hiện tại là trong căn nhà này á, là chỉ có hai anh em sống với nhau thôi. Yeah. Còn ba mẹ thì... Mất rồi. Yeah. Vậy thì công việc mỗi ngày của anh là anh làm công việc gì? Bán vé số. Dạ. Hồi sáng giờ anh bán được mấy tờ rồi? Bán từ chiều hôm qua tới giờ cũng 100 tờ. Từ hồi chiều hôm qua đến hết sáng hôm nay là 100 tờ. Cũng khoảng vậy. Có nghĩa là ngày nào cũng như ngày đó. Là nó cũng bình bình như vậy thôi. Trăm mấy bình bình vậy? Trăm mấy. Vậy thì khi mà anh đi bán vé số như vậy á, thì em gái... Nó ở nhà nấu cơm, rửa chén, quét nhà. Em gái giỏi thế à? Vậy là ở nhà là quét nhà rồi nấu cơm, rửa chén là em gái lo hết. Giỏi quá. Vậy thì ba má mất lâu chưa anh? Ba mất 4 tháng. Ba mất 4 tháng. Má mất hơn 6 năm. Hơn 6 năm. Vậy thì trước giờ là công việc của anh là bán vé số luôn hay là mới bán đây thôi? Mới bán. Còn lúc trước là mình làm cái gì? Làm bên đô thị. Lúc trước là làm bên đô thị, là vệ sinh cái môi trường nữa hả? Nhưng mà vì sao mà không làm nữa mà lại đi bán vé số? Giờ có máy móc hết không? Có lấy cái xe vậy nè. Không biết lái. Hồi xưa là mình đi đẩy bộ hả? Có nghĩa rằng là bây giờ tiên tiến hơn, hiện đại hơn, có máy rồi. Mình không đáp ứng được cái việc đó. Vậy thì cái việc bán vé số là mình bán trong được bao lâu rồi? 9 tháng. 9 tháng. Dạ. Vậy thì anh bán vé số như thế này á, là hai anh em có đủ để trang trải không? Không, cũng ăn uống tiết kiệm. Bấp bên. Dạ. Là từ lúc ba má mất đó ha? Dạ. Có nghĩa là từ lúc ba má mất là cuộc sống hai anh em là hơi vất vả hơn so với lúc trước. Dạ. Trời. Vậy thì em gái á, là mọi việc trong nhà em gái lo hết, mình chỉ việc đi bán rồi về thôi. Em ấy có phải dùng thuốc gì không? Có nhá. Ủa, em ấy bị bệnh gì vậy? Trầm cảm thần kinh vậy.
À, là bị từ nhỏ giờ hay là... Bị từ nhỏ. Từ học lớp 7 á. À, bị từ hồi lớp 7 ha, bây giờ phải dùng thuốc. Sinh năm 94 là năm nay cũng đã 30 rồi. À, 30 tuổi rồi. Vậy là em ấy học đến bao nhiêu thì em ấy nghỉ? Lớp 7. Học tới lớp 7 là phát bệnh rồi nghỉ luôn. Dạ. Vậy thì bây giờ em ấy có nói chuyện đồ bình thường hay là khẩu hình miệng có bị sao không? Nói được mà ít nói. À, ít nói hả? Ừ. À, em gái ăn cơm chưa? Dạ rồi. À, dạ ăn cơm rồi. Thật ra thì chắc là em ấy ở nhà mình riết rồi buồn, không nói chuyện được. Dạ. Em có hay đi ra ngoài không hay là chỉ ở nhà thôi? Để có lúc đi ra có không. À, nhưng mà nếu mà em đi thì em đi đâu? Đi mua đồ. Ồ, em ấy vẫn có thể đi mua đồ được hả? Dạ. Còn cái việc mà đi chợ để mà nấu ăn là ai đi? Mua đồ ăn nấu sẵn. À, là mua cái đồ mà người ta bán sẵn là ngày nào cũng như ngày đó thôi. Vậy là em gái là không cần phải nấu cơm. Giờ nấu cơm. À, mình mua đồ ăn thôi. À, em gái nấu cái đồ cơm điện đây. Rồi anh đi bán mấy số anh mua đồ ăn về hả? À, nhận hiểu rồi. Vậy thì hồi đó là anh làm bên cái môi trường đô thị đó là bao lâu? À, cũng mấy năm. Ừ, làm mấy năm. Khi đó thì cuộc sống đỡ hơn bây giờ. À, đi bán vé số thấy bấp bênh quá ha. Nhưng mà cái việc bán vé số của mình là mình đi bộ hay là mình đi bằng phương tiện gì vậy? Đi bộ. Đi bộ hả? Chứ đi xe đạp không bán được. Vì sao mà mình đi xe đạp không bán được? Cũng biết nói xem, nói chung là đi bộ giờ bán. À, chắc lẽ là mình đi bộ mình tiếp cận người nhiều hơn. Yeah. À, đi bộ mỗi ngày như vậy cực ha. Cũng cực. Ừ. Vậy thì buổi sáng anh đi bán vé số là bắt đầu từ mấy giờ? 5 giờ. 5 giờ sáng đi rồi. À. Thì tới mấy giờ mình về? 11 giờ, 11 rưỡi á. Ừ, trưa 11 rưỡi về. Rồi sau đó là buổi chiều mình bán tới mấy giờ mình về? Bắt đầu bán từ 4 giờ tới 9-10 giờ. 4 giờ chiều đi bán tới 9-10 giờ đêm về. À, là bây giờ mình nghỉ trưa tới 4 giờ chiều luôn. Ồ, tính ra là công việc làm cũng mất khá nhiều thời gian cả nhà. Buổi sáng mà đi từ 5 giờ tới 11 rưỡi rồi là mất hết tầm khoảng 5-6 tiếng rồi. Sau đó là từ 4 giờ chiều mà tới 10 giờ đêm nữa, đi bộ rất là vất vả. Là mình đi khắp thành phố luôn. Trời ơi. Đi đủ đường mà. Đủ đường luôn hả? Vậy thì bây giờ là ngóc ngách nào là anh biết hết? Đông về, Tây về, còn chưa về. Chứ mà nó xa quá. Dạ, chứ còn trong thành phố biết hết. Dạ. Nếu có xe máy thì tới chỗ đó được. Ủa, nhưng mà quan trọng là mình có đi xe máy được không? À, vậy là bỏ tay ha. Là mình chỉ biết đi xe đạp thôi. Dạ. Nhưng mà sức khỏe của anh có đảm bảo không? Có nghĩa là hàng tháng mình có phải uống cái thuốc gì để giúp cho mình khỏe không? Không. À, là mình bình thường như vậy. Dạ. Chỉ có em gái là uống thuốc thôi. À, trời. Vậy thì hồi đó đi khám bệnh là bác sĩ nói em gái là mắc cái bệnh gì anh? Trầm cảm thần kinh gì đó. Ừ. Và gia đình thì chỉ có hai anh em thôi. Dạ. Rồi em gái, vậy là mỗi lần mà anh trai đi bán thì em gái ở nhà có một mình thôi. Em ở nhà một mình đó là em khóa cửa hay em mở cửa? Nhà đóng cửa. Là đóng là khóa lại luôn hả? Dạ. Dạ, cái chốt ở trong này. Ồ. Khóa cái chốt trong lại. Là bất kỳ ai là cũng không có được vô hết. À, chỉ trừ người quen. Trừ người quen thôi. Dạ. Hồi xưa thì có ba có mẹ thì gia đình mình sống hết trong cái căn nhà này luôn. Dạ. Và cho tới bây giờ thì còn lại hai anh em thôi, ở trong cái căn nhà một cái ngõ rất là nhỏ, gọi ngõ là ngõ cục nữa.
tất cả những cái tài sản để ở đây là hồi xưa giờ là gia đình khi mà còn đủ tất cả mọi người á thì lo đi làm rồi sắm sửa, rồi cuối cùng bây giờ còn lại hai anh em thì phải bươn chải để lo ăn hàng ngày. Có ngày nào mà mình bán vé số mà mình bán ít quá không ai mua? Có hết, có ngày bán 50-60 tờ. 50-60 tờ thì mình cũng có thu nhập khoảng cỡ 50 ngàn. Nếu mà 50 ngàn thì tính ra là cũng không có đủ sống đâu cả nhà. Là như bữa sáng là phải ăn sáng. Không ăn sáng, làm luôn. Ủa? Là hai anh em là bỏ bữa sáng hả? Mình vẫn mua đồ ăn sáng cho em. Còn em thì nhịn tới chưa ăn luôn. Trời, thương ghê cả nhà. Có nghĩa buổi sáng là mình phải mua đồ ăn sáng cho em gái đã. Mới đi bán. Là em trước đã gặp mới đi bán. Trời đất ơi. Là, nhưng mà cái bụng đói cũng ráng chịu. Quen à? Có nghĩa là bây giờ ngày nào mình cũng nhịn riết như vậy cái nó thành cái thói quen, mình không có đói nữa. Trời. Cái bữa sáng là một trong những cái bữa mà quan trọng trong ngày cả nhà. Có thể là bữa trưa mình không dùng thì cũng được, nhưng mà bữa sáng là phải nên ăn. Là vì là cả một đêm thì thức ăn nó tiêu hóa hết rồi, cho nên là buổi sáng là mình phải cần có nạp năng lượng vô cơ thể thì mới có thể làm việc được. Nhưng mà riêng anh trai thì là nhường cái phần ăn sáng đó cho em gái mình nhịn rồi mình đi làm trưa về ăn luôn. Có khi nào mà mình đi làm á, đi bộ á, trời nó nắng quá mình chịu không nổi không? Có chứ, mà quán ngồi nghỉ một chút. Mình ngồi ở gốc cây rồi mình nghỉ hả? Trời, tủ những cái đồ đạc trong gia đình đó nó rất là cũ rồi, hay là tồn tại mấy chục năm rồi, từ cái thời mà lúc ba má còn sống đó, ha, là mình vẫn duy trì, mình để lại mình sử dụng. Vậy thì cái tiền điện hàng tháng hai anh em sinh hoạt đó, đóng nhiều không, đóng nhiều tiền điện không? 300-400. Bốn trăm thì nó cũng nhiều so với hai anh em ha. Tại vì có mỗi một mình anh trai đi làm để nuôi em gái thôi. Em gái có hay tâm sự với anh trai không? Hai anh em không nói chuyện nhiều. Em gái có ước mơ gì không em gái? Dạ không ạ. Vì sao mà buổi trưa em hay tắm? Em hay tắm buổi trưa đúng không? Buổi sáng. Buổi sáng tắm hả? Còn chiều có tắm không? Không. Là một ngày tắm bữa sáng thôi. Nói chung em tắm lúc nào là quyền của em đó. Đúng rồi, mình không được can thiệp. Trời. Vậy thì mình đi làm như vậy, mình để em gái ở nhà một mình đó, có cảm thấy lo lắng không? Có. Và mình lo lắng điều gì? Là cái kẻ xấu vô nữa. Lo kẻ xấu vào đây, bởi vì thân là thân con gái nữa. Trời. Vậy thì cái chốt trong á, là mình có dùng chìa khóa không? Bữa sau á, mình thiết kế cái ở trong á, ngoài cái chốt gài á, mình thiết kế thêm một cái chìa khóa mình móc lại khóa. Chốt gài bên trong cũng chắc không? Chưa đảm bảo, mình phải khóa nữa. Sắm cái ổ khóa mình thiết kế ở trong á, mình bóp khóa lại. Khi nào mà anh trai về thì em ấy mở khóa cho anh trai ra, nó đảm bảo hơn chứ. Đã coi à? Suy nghĩ tới cái việc đó. Hồi trước là anh trai là học được ấy không? Học được lớp bao nhiêu thì nghỉ? 12. Học lớp 12 nghỉ. Rồi sau đó là đi lao động phụ ba mẹ tới giờ luôn. Vậy thì trong cuộc sống của hai anh em á, cái việc gì mà mình cảm thấy còn nhất? Kiếm tiền. Kiếm tiền để sinh sống là cuộc sống hai anh em. Vậy thì mình đi bán vé số như vậy thì đâu có dư ha. Rồi lỡ khi mà đau bệnh thì mình xử lý như thế nào? Tự ra tiệm mua thuốc. Ồ, tự mua thuốc uống hả? Nặng quét thì đi bệnh viện. Vậy là em gái là được tặng bảo hiểm rồi. Cũng may ha, lỡ mà có sự cố gì đó thì vào bệnh viện là có bảo hiểm người ta lo cho mình. Hồi sáng giờ là bán từ tối hôm qua tới giờ là được khoảng 100 tờ. Hồi giờ bán vé số có ai trúng số không? Cũng không biết nữa. Không biết hả?
Nếu mà trúng chắc người ta cũng tìm mình rồi chứ. Có duyên thì sẽ gặp. À, có duyên thì sẽ gặp hả? Chứ mình cũng không biết là ai trúng hay không, mình cũng không biết luôn. Vậy thì mỗi lần mà mình lấy vé số là mình đưa tiền cho người ta hả? Hay là mình bán xong rồi mình mới đưa tiền? Bán xong mới đưa. Có ngày nào mà mình ôm vé số nhiều không? Bán không hết thì trễ. Có nghĩa là mình canh cái giờ mình đi sớm mình trễ ha? Canh giờ trễ đại lý á. Tới trễ. Mình canh giờ chứ đúng không? Chứ không thôi đi trễ rồi không trễ được. Em gái ăn cơm chưa? Dạ dạ. Ăn rồi hả? Cuộc sống thấy cũng bi đát cả nhà. Cũng sinh ra như bao người thôi nhưng mà em ấy chắc cũng không có được đi đâu xa ha, ở quanh quanh đây thôi. Vậy thì anh có ước mơ gì cho hai anh em mình không? Có một chút tiền để dẫn em đi du lịch. Du lịch hả? Có đảm bảo không? Có nghĩa là mình đi là mình có bảo vệ được cho em gái không? Được chứ. Nhưng mà nếu mà đi thì mình sẽ đi đâu? Nha Trang, Bình Định vậy đó. À, có nghĩa là mấy cái tỉnh mà nó gần mình đây nè. Mình đi. Nhưng mà đi thì mình đi bằng phương tiện gì? Nó cũng chưa biết nè. À, chưa biết hả? Nhưng mà nếu mà đi du lịch thì khoảng bao nhiêu tiền? Mình có tính được không? Tầm 3-4 triệu vậy. À, nếu mà đi du lịch thì tầm đó. Nhỏ, có nghĩa là từ nhỏ giờ hai anh em cũng chưa từng đi hả? Chưa. Là có một cái khao khát là mình đến một cái nơi nào đó mà nó khác với lại cái thành phố mình đang sống. Để mình đi cho biết ha. Nha Trang với Quy Nhơn là hai thành phố gần, mình có thể đi được. Thật ra là mình đi xe buýt cũng tới Nha Trang được đúng không? Được chứ. Đúng rồi. Ước mơ được đi du lịch cho biết. Chứ làm bán vé số thì chỉ có đủ ăn thôi chứ đâu có dư để mà đi ha. Lâu giờ hai anh em sống với nhau có khi nào mà em gái mình phải đưa em gái đi viện không? Chưa. Cũng hy vọng là vậy, hai anh em đều có sức khỏe hết để nương tựa rồi sống với nhau rồi. Có ý định anh có ý định lấy vợ không? Đâu có ai đâu lấy. Nhưng mà mình có ý có suy nghĩ rằng là mình sẽ lấy vợ không? Có nhé. Cũng có suy nghĩ lấy vợ. Nhưng mà hồi trước giờ mình đi làm á, mình có để ý cô nào chưa? Chưa. Chưa. Nếu mà không để ý thì làm sao mà lấy vợ được? Để tự nhiên cũng được. Tự nhiên thì làm sao mà đến được? Thì ở dạy nuôi em. Ở dạy nuôi em. Rồi sau này ha, anh em đều lớn lên rồi già hết rồi, rồi sức khỏe yếu thì ai lo cho mình? Rồi tên đó tính xong. Có nghĩa là bây giờ là cái việc mà đi kiếm tiền để ăn hàng ngày đã khó rồi, cho nên là cái việc kia là mình chưa tính được, khó tính luôn. Cuộc sống của hai anh em cũng đơn giản quá cả nha, là cho việc kiếm được ít tiền rồi lo cuộc sống hàng ngày vậy đó. Thì ngày hôm nay cũng được sự chia sẻ của một số người bạn ở đây á, cũng được biết rằng là hai anh em nương tựa vô nhau, anh thì đi bán vé số kiếm ít tiền rồi để lo cho em gái của mình có bữa ăn hàng ngày như vậy á. Thì câu chuyện cuộc sống cũng rất là khó khăn. Thì ngày hôm nay em tới thì thăm á, để động viên cho hai anh em thì trích một ít tiền của Mạnh Thường Quân á, gửi tặng cho hai anh em ha. Rồi hai anh em để dành có nhu cầu sử dụng vào cái việc đó thì sử dụng nha. Và nhân thay mặt chú Hoàng cả nhà gửi biếu cho hai anh em một khoản tiền với số tiền là 3 triệu nha. Số tiền này thì tùy hai anh em thì muốn sử dụng vào cái việc gì đó của hai anh em thì sử dụng, không có suy nghĩ gì nhiều nha. Và đây là số tiền của chú Hoàng. Chú Hoàng gửi tặng cho hai anh em. Cảm ơn. Vậy là cảm ơn chú Hoàng ha. Rồi thì cũng trưa rồi, để hai anh em nghỉ ngơi. Em gái có mong muốn gì nữa không? Không. Như anh trai bảo là đưa em đi du lịch rồi, em có đi không? Có. Có hả? Với điều kiện là anh đưa đi ha. Nhưng nếu anh đưa đi em có đi không?
anh nè, ví dụ như anh nè, nếu anh đưa em đi chơi em có đi không? Dạ không. Ừ, chỉ có anh trai mình thôi ha. Ừ. À, đó cũng là một điều tốt cả nhà, bởi vì là trong cuộc sống bây giờ có nhiều cạm bẫy lắm, cho nên là chỉ có người thân mới đáng tin cậy thôi, cho nên chúng ta phải hết sức đề phòng. Đôi khi người lạ tới gặp rồi trò chuyện hay là mong muốn gì đó thì cũng không có nên nghe theo, dặn em gái mình như vậy ha. Thôi bây giờ cũng trưa rồi, thì chúc hai anh em sức khỏe, rồi cố gắng làm để dành rồi nuôi em gái ha. Rồi hẹn gặp lại nha, bye bye. Yeah. Anh đi nha. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi chào anh nha. À, cảm ơn. Ừ. Ngày hôm nay thì được sự chia sẻ của những người bạn tại Phú Yên, thì Nhân tới thăm hai anh em để trò chuyện, động viên, hỗ trợ một xíu kinh phí để hai anh em có trang trải trong cuộc sống. Thì một nữa là Nhân cảm ơn chú Hoàng đã đồng hành cùng với Nhân, cũng như là tất cả những mạnh thường quân đã đồng hành với Nhân trong suốt thời gian vừa qua. Nếu mà xem thì đừng quên là đăng ký kênh để Nhân có động lực để đi thăm những hoàn cảnh khác, cũng như là chia sẻ những cái video khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye cả nhà.